Thì bây giờ mình hát được nick của chị Mèo Pèo rồi anh em à. Đây để mình xem coi trong nick của Mèo Pèo rồi coi Mèo Pèo có giấu cái bí mật gì không này. Tại vì hôm trước á mình thấy Mèo Pèo mua skin nữ rất là nhiều, mình nghi là ông này bị BD nên là tôi nghĩ là ông đang bị BD nên là tôi sẽ hát vô thử coi coi ông có mua skin con nữ. Trời ơi, một là hai, ui trời, cái gì, một là hai là ba là bốn năm sáu, sáu skin nữ rồi nè, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Uầy, 21 skin nữ anh em à. Uầy, có khi nào Mèo Béo bị BD không ta? Anh em nào có nghĩ giống mình không? Có khi nào Mèo Béo bị BD hiểu không ta? Uầy, bây giờ hôm nay có 10 xu là mình có nên vô hốt cái gì á, 10 xu. À từ từ, tôi phải vô cái tùy chỉnh ra coi coi ông có giấu gì hôm nay không. Uầy, đây là skin chính của chị Mèo Pèo nè anh em à. Đây. Uầy, ông có skin BD luôn nè, Mèo Pèo bị BD rồi. Trời ơi, Mèo Pèo phát hiện Mèo Pèo bị BD rồi anh em ơi. Trời ơi, trời ơi, coi Mèo Pèo chỉnh skin nè. Trời ơi, nhìn BD dễ sợ BD luôn. Đây. Ok nè, mà bây giờ mình sẽ kiểu mình sẽ hát vô nick Mèo Béo và mình sẽ chế một cái bộ skin Mèo Béo nè, mà để mình coi coi, để mình kiếm. Ôi Mèo Béo cũng sở hữu quá trời mặt luôn nè. Trời ơi, mặt đi, mặt trời ơi, mặt giận dữ. Trời ơi, mặt láo nhìn láo ghê không. Trời ơi, hai con mắt luôn nhìn thấy ghê quá. Mình sẽ chế một cái mặt Mèo Béo BD cho anh em, mình sẽ chế Mèo Béo BD cho anh em coi. Đây rồi, cái tóc hả, tóc này mình coi tóc Mèo Béo nằm sẽ nằm ở đâu, mình nhớ nằm dưới đây đúng không. Rồi tóc Mèo Béo đâu rồi. Rồi, ủa tóc Mèo Béo đâu ta? Đâu rồi, tóc Mèo Béo đâu? À, trời, sao tóc Mèo Béo nó xa thế? Ơ, à, tóc Mèo Béo không có đây à? What the hell? Bây giờ mình sẽ biến Mèo Béo. Cái này, à không phải. Mình sẽ biến Mèo Béo thành BD đây mà. À, cái tóc Mèo Béo nằm đâu vậy ta? Chết rồi, tôi không thấy tóc Mèo Béo rồi anh em ơi. Đâu rồi, tóc Mèo Béo đâu? Cái này đâu phải tóc Mèo Béo đâu, trời đất ơi. Chết rồi, Mèo Béo không giấu cái đầu của ông rồi. À, không phải cái đầu luôn, không phải cái đầu này. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, cái đầu Mèo Béo rồi. Bây giờ mình sẽ chế. Bây giờ nó đang màu cao, mình sẽ chế cái đó màu hồng. Ôi ôi, hồng, hồng lâm tính, hồng lâm. Hồng lâm tính, hồng lâm. Tính đi mà, đây, hồng, hồng lâm tính. Ui, từ từ để lại, đây, đó màu hồng này nè, đó. Màu hồng này đúng gu luôn rồi, đúng gu mày. Trời ơi, dán cái keo màu hồng vô luôn, trời đất ơi. Quá chất luôn rồi, kiếm bộ đồ này nhìn nó bên đê chứ. Trời ơi, bộ này là xuất sắc luôn rồi. Lên màu nào, lên màu nào. Ủa sao sao giờ nó mất tiêu cái màu hồng của tôi đây rồi. Ủa cái màu hồng nãy của mình đâu? Phải cái này không ta? Đây là cái này nè. Đấy, trời ơi, Mèo Béo thành BT mà. Ôi, anh em nào, ví dụ mà anh em nào có canh canh Mèo Béo mà ra video á, anh em có vô thử coi Mèo Béo có kiểu ngạc nhiên khi mà mình vô mình hắt đến Mèo Béo mình sử dụng cái skin này không? Skin Mèo Béo nhìn bừa thế. À, mang dép à. Ôi, cho mang cái guốc này nó cho cho mang dép đi. Đó, nhìn cho giống mấy người bên bên Nhật Bản anh em, Nhật Bản. Ôi, đeo con diều nhìn BD phết anh em ạ. Không khác gì bên mình sẽ cho Mèo Béo hành cáo chín đuôi luôn. Hành mèo chín đuôi. Đuôi màu hồng. What? Hồng mới chịu nha. Đuôi màu khác không chịu đâu. À, trời ơi, nhìn kìa, trời ơi, nhìn lú thiệt luôn anh em ạ. Đâu rồi? Ơi mình quên chỉnh cái màu kia rồi. Mình quên chỉnh cái màu lỗ tai của Mèo Béo cho nó ra màu khác xíu. Đây để mình chỉnh lại. Đâu rồi, mèo này. Mèo Pèo này. Ủa từ mất cái màu hồng rồi. Đây màu hồng này cho dễ ra xíu. Rồi đó, bây giờ mình sẽ chỉnh tiếp cái này. Cái tai hả? Màu hồng thì nó sẽ liên quan tới màu đỏ đỏ đúng không? Mình sẽ cho nó không màu tím đi. Màu hồng thì nó sẽ liên quan tới màu đỏ đỏ đúng không? Mình sẽ cho nó không màu tím đi. What the hell? À, màu tím này đã cho nó nhạt nhạt lại xíu. Rồi, trời ơi, còn cái mỏ này hả? Cái mỏ này tôi nên cho gì ta? À, màu này đi. Đó, màu này cũng được nè. Trời ơi, quá xuất sắc. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái nick của Mèo Béo này nha anh em. Đây, mình sẽ bấm luôn đi. À, có cái đôi này phải mua à? Chết rồi. Mình không dám mua đâu anh em ạ. À. Thôi mình mua một cái này đi. À mình sẽ chọn mang cái đôi này bất cứ quá. Thôi bỏ đi, mình sẽ mua cái này. Ok, luôn vô. Rồi ok. Bây giờ mình đã có cái skin này rồi anh em ạ. À. Bây giờ mình sẽ sử dụng nha. Dùng nè. Đó, bây giờ mình sẽ dùng skin này nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ đột nhập vô sảnh liên thông. Thử coi. Bây giờ mình sẽ vô thử một cái map nào mà kiểu nhiều người chơi nhất luôn anh em ạ. A few moments later. Oh, hello em. Hello mấy cưng. Hello nè. Hello em. Hello em. Hả? Biết anh không?
Hỏi con biết anh không anh em ạ. Ôi 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 ôi, hello, biết anh không? Anh là Bèo Bèo đây. Anh là Bèo Bèo đây. Biết tôi không? Alo. Alo, alo. Dạ không. Trời ơi, đâu biết mình anh em ạ. Ok anh em ạ, thì bây giờ mình đã vô được một cái trận cái gì đây, bắn súng à. Wow, hello bạn. Hello. Hello. Hai em bé ơi, bạn này biết mình nè. À? Hello. Ôi, bây giờ một trận bắn súng anh em ạ, để mình coi coi. Bùm, oai, mình bắn hơi bị đỉnh đó nha, đừng có đùa. He he he, mình là Mèo Peo đây đây mà. Ôi, bây giờ sẽ vô đây mình giả danh Mèo Peo. Em fan anh nè. Ủa vậy hả? Thật ra anh bị BD đó. Anh bị cái bẫy em. Oh my god, mình đang kiểu ai à? Ui ui ui, từ từ nè, thằng kia ở đâu vậy ta? Oh my god, mình sẽ vô đây để mình bắn vài trận với tất cả mọi người coi. Mình đang kiểu giả cho mình thành là Bèo Bèo anh em. Quá, tụi bay trên đây à? Trên đây à, trên đây, trên đây à. Rồi bắn coi, bắn coi. Rồi xuống xe đấy, bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè. Một thằng nè, hai thằng. Hai nè. Hai nè, đó, Mèo Peo pét súng nha. Đó, chết liền, ghê chưa, ghê chưa. Ghê chưa, ghê chưa. Đó, Mèo Peo. Ây da. Đâu rồi, đây. Này, giờ mình sẽ gáy lên em mà, mình sẽ gáy lên. Sẽ gáy lên cho anh em này. Mèo Peo gánh tim. Mèo Peo gánh tim. Đây, bây giờ tôi đang kiểu cho nó thôi. Ây da, ây da, thanh niên này cũng vừa gồi đó. Cũng vừa gồi đó. Hey. À, bây giờ mình sẽ lấy súng này ra bắn. Bắn súng này nè, bắn súng này nè, bắn súng này nè. Ê, ê, bắn súng này nhớ cao vậy. Súng nè, súng nè. Dính nè, đó, Mèo Peo gánh tim. Đó, bi tim. Ôi, có bạn biết bi tim kìa. Có, có ai biết bi tim không? Rồi, để coi coi các bạn trong đây có biết bi tim là tim nào nha mọi người. Ôi, ôi. À, núp nè, núp ở đây hả? Anh thấy hết rồi con trai à. À, lộn đó là con gái thôi nè mà. Anh thấy hết rồi con trai à. À, lộn đó là con gái thôi nè mà. Em biết là ai ghê đó. Biết anh bị BD không? Biết bị BD không? Mình đang chuyển cho đây nè mà. Ôi, đây, đây, đây. Chết nè. Đó, để coi. Ủa, có mà bạn kia đâu rồi? Đây, 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 đây. Chết nè, chết nè. Chết nè, đó, ghê chưa? Các bạn thấy Mèo Peo chưa không? Ghê, 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 ghê. À, bạn kia lên nè kìa, bạn kia lên nè, mình bắn rồi đó. Mr. gì đây, Mr. gì đây? Mr. Square nè. À, à, à. Bắn, bắn. Ôi dồi, sao bạn nó bị lắc thế? À, da, bạn nó bị lắc anh em ạ. Mr. Square nè. Ôi, dính luôn rồi kìa. Quay, bạn nó bị lắc mà tôi quýnh. Dính luôn. Wow, hơi bị đánh cao đó hả? Rồi, giờ mình ăn vô coi. Đây, ừ, lắc à, sao bị lắc rồi anh em ạ. Rồi, khi nào xíu đường kia cách tôi lột. Ui, gì vậy? Hồn. Hết hồn con tròn. Đây, à, có bạn kia nãy lên nè. Bạn này lên. Ui, 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 sao bắn dính? À, đây rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Em biết bi tim hả? Đố, từ từ. Đố em bi tim có bao nhiêu người? À, bây giờ chúng ta phải đố với anh em. Tại vì bi tim của mình đều mới thành lập cách đây cũng không lâu đâu. Nên là mình sẽ hỏi coi tất cả các bạn trong đây có biết không nha. Biết bi tim này không? À, toàn công tử nè. À, Tuấn công tử hả? À, Tuấn công tử là sao bằng khen công tử được? À, 5 người, ôi ghê đấy, biết hết luôn kìa anh em. Ôi, ôi, hết đạn, chết rồi hết đạn. À, súng nhiều đạn mà ta, sao lại hết đạn nhỉ? À, đây rồi, này thì chào qua chào lại. Ôi, nó không chết, cái gì đó, súng công tử hết rồi. À, đây là húng hoa hồng à, lộn, Tuấn hoa hồng à. À, dính rồi nè, dính rồi, dính một viên nữa rồi. Ủa, sao cầm súng lên bắn được? Sao bị đắt rồi? Trời ơi. À, chết nè, đó, đố anh biết em bao nhiêu tuổi, tại sao nó đố ngược lại tôi vậy? À, ai biết đâu. Ôi, bạn kia bắn mình kìa, đừng bắn, bé. It was at this moment that he knew, he fucked up. Ok anh em à, thì bây giờ mình đã vô được tới đây rồi, thì bây giờ mình sẽ đăng một cái bài viết. Mình sẽ bóp phốt mẹ bé đó là mẹ bé bị bê. À, hello, à, anh, hello mọi người, để mình... Hello mọi người. Tôi là Mèo Không Peo đây.
Thì hôm nay tôi muốn công khai giới tính tật của mình cho mọi người biết. Biết thật, tôi là BD đó. A hi hi, đồ ngốc. Ai đi đồ ngốc đi mà. Có ảnh luôn à. Đây, để mình bỏ một cảnh này vô coi coi. Để mình kiếm một cảnh gì đó. Để mình kiếm bức ảnh gì đó để bỏ vô. Đây rồi. Okay, mình sẽ gửi lên anh em, mình sẽ đăng lên đây anh em ạ. Ôi, mình sẽ đăng để coi coi. Nếu mà anh em nào đã xem video của mình đó thì đừng quên là vô thử cái trang cá nhân của mèo béo để coi được cái đó nha anh em. Đâu rồi để ôi đây rồi, bài đăng của tôi đây rồi. Ok, và hy vọng là các bạn sẽ vô đây kiểu chấm hỏi cho mèo béo nha anh em. Ok, thì chắc là video của mình tới đây thôi anh em à. Thì nếu video của mình đừng quên cho mình một like, một đăng ký, và đừng quên là ấn cái chuông kế phần đăng ký và ấn vào tất cả để nhận tất cả thông báo những video mới nhất từ kênh YouTube của mình nha anh em. Và anh em nào mình muốn mình cho này trong team B team nữa thì đừng quên là hashtag cho hashtag B team và hashtag tên 10 mình muốn mình cho nha anh em. Ok, còn cái gì, chúc anh em một ngày tốt lành. Bye bye.